Nguyễn Thức VT, Mai xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay Nguyễn Thức sẽ có một cái sản phẩm giày nữ 3 phân, mũi vuông, gót vuông. Đấy, rất đẹp. Thì mời tất cả các anh các chị vào xem sản phẩm này. Nếu ưng ý thì nhớ bấm vào chỗ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Nguyễn Thức VT nha. Đây nó tạo nên một cái lòng hơi kem kem để nó nổi bật cái sản phẩm. Cái sản phẩm này thì nó rất là đẹp. Đây mình lấy cái không có mác để mình đưa lên sát cho tất cả các anh chị xem nhá. Anh chị thấy cái đường viền có đẹp không ạ? Rất đẹp nhá. Đường viền máy rất đều. Đấy, thứ nhất là nhất dáng. Dáng dày đúng không? 3 phần. Nhất dáng, nhì da, thứ 3 đến kỹ thuật. Nào, chất lượng đẹp không ạ? Không đẹp, Nguyễn Thức không lấy tiền. Đấy, các anh chị nhìn thấy mũi dày, nó gò rất nhẵn nhụi mọng, rất đẹp. Đấy, nào, một sản phẩm 3 phân. Đấy, đi dễ dàng, đi chơi được, đi làm được, đi trong văn phòng được. Đấy, đi chợ cũng được. Đấy, nào, tuyệt vời không ạ? Rất đẹp nha. Đấy, cái đường này là không phải là cái cây đâu nha các anh chị nha. Nó tạo nên một cái đường kẻ này để cho nó khác biệt. Đấy, chứ không có cái cây nào ở đây đâu nha. Nhiều người hỏi là tại sao cái này nó có một cái vẹt đây, không phải là cái cây đâu nha. Cái nào cũng có nha, đây là tạo nên cái điểm nhấn để cho cảm giác nó khác biệt mọi cái sản phẩm của hãng khác. Các anh chị ạ. Đấy, cho nên là một sản phẩm rất là đẹp. Cái da này nó là da mưu, da hơi sần sần một tí. Đấy, gọi là da mưu. Đi rất là bền. Đấy, anh chị nào đã từng đi da mưu rồi thì biết rất là đẹp và rất là sang, mềm nữa. Đấy, chất lượng thì made in Việt Nam. Đấy, các anh chị đọc được chữ made in Việt Nam ạ. Đấy, made in Việt Nam nhá. Sản phẩm rất đẹp, có chế độ bảo hành một đổi một trong thời gian 30 ngày. Nếu sản phẩm có lỗi, một nổ ra, hai bật mép, ba gãy đế. Ba yếu tố quan trọng nhất chúng tôi sẽ đổi trong thời gian 30 ngày. Bình thường ra tất cả các shop chỉ đổi hàng trong lĩnh vực một tuần, nhưng đối với Nguyễn Thức VT sẽ đổi hàng cho tất cả các anh chị trong thời gian 30 ngày nếu sản phẩm có ba cái lỗi trên. Đấy, các anh chị yên tâm về sản phẩm. Dù sao chăng nữa thì Nguyễn Thức cũng là một con nhà gia truyền ba đời trong lĩnh vực ngành giày. Mình là một cây đa cây đề trong lĩnh vực của làng nghề, cho nên là tất cả các anh chị yên tâm là sản phẩm mình làm ra hoặc mình bán ra cho tất cả các anh chị đều là những sản phẩm cực kỳ chất lượng và cực kỳ tinh túy và đẹp nhất mình mới bán. Còn những sản phẩm fake nhái là mình không bán nha. Cho nên là sản phẩm của bên Nguyễn Thức lúc nào cũng có mã số mã vạch, có giá tiền trên mã số mã vạch, có mã sản phẩm trên mã vạch, có số điện thoại gọi được nha. Bình thường ra tôi nói thật sự các anh chị nha, các anh chị mua hàng trên Line ấy, tôi đố các anh chị gọi được người ta bằng số điện thoại. Chỉ trừ có cái là bên ship người ta gọi được thôi. Còn nếu như anh chị gọi chỉ có tò tí te, không bao giờ nghe được nha. Còn đối với Thức Hoài, Nguyễn Thức bên siêu thị ấy, các anh chị cứ thử nhấc máy gọi đi. Gọi số điện thoại 0983681256 hoặc 0846868636. Nguyễn Thức VT chỉ có hai số để tư vấn cho tất cả các anh chị. Và số máy lúc nào cũng thông 24/24, không bao giờ có lỗi cả. Trừ khi là Nguyễn Thức đang lái xe hay có vào đường cua gấp thì Nguyễn Thức mới không nghe, còn lái xe nhưng mà không vào đường cua Nguyễn Thức vẫn nghe bình thường nha. Đấy, cho nên là tất cả các anh chị yên tâm. Đấy, nhìn thấy gương mặt tiêu biểu, nhìn thấy cửa hàng bán những sản phẩm chất lượng cao thì biết rồi đúng không? Không cần phải giới thiệu nhiều. Đấy, sản phẩm nhà Nguyễn Thức đây. Đấy, thì hôm nay Nguyễn Thức nói như thế, anh chị nào muốn dùng sản phẩm này nhắn cho Nguyễn Thức mã số 635. Đấy, thì Nguyễn Thức sẽ ship hàng đến tận nhà cho tất cả các anh chị. Và các anh chị có quyền kiểm tra hàng, test thử hàng tại nhà. Ưng ý thì các anh chị nhận hàng, không ưng ý trả lại cho Nguyễn Thức, không mất bất kỳ một loại chi phí nào. Ok chưa ạ? Thôi thì Nguyễn Thức nói như thế, anh chị nào muốn dùng sản phẩm nhắn ngay cho Nguyễn Thức nha. Rồi xin chào và chúc tất cả các anh chị.